chữa cho chúng ta cái phần mà tuyển tập ancol hay sai nhất đây là tuyển tập những cái câu về ancol và phenol mà chúng ta hay bị sai nhất hay bị gặp nhiều nhất trong các đề kiểm tra trong các đề thi thử thế thì các bạn là không biết là bao giờ để các bạn thi kết thúc học kỳ 2 à? các bạn có thể comment cái việc mà các em bao giờ thi kết thúc học kỳ 2 xuống phía dưới được không các em có thể comment là bao giờ các em thi kết thúc học kỳ 2 xuống phía dưới được không để cho thầy biết được không thế vậy. và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải luôn nhá nay chúng ta sẽ bắt đầu giải luôn cái đề này À, đây là những cái câu hay và chất khi tách nước từ một chất x có công thức phân tử là C4H10O nó tạo thành ban ken là đồng phân của nhau nhá nó tạo thành ban ken là đồng phân của nhau tính cả đồng phân hình học thì công thức cấu tạo thu gọn của x là thế thì cái câu này thì chúng ta phải thử kiểu này CH33 lần CCO này C này C này C này C này, C này. C này. OH này thì anh này khi mà tách nước ấy đúng không ạ khi mà tách nước thì nó sẽ chỉ tạo thành một ăn ken thôi đây một ăn ken duy nhất thôi đấy chưa bởi vì là nối đôi đính ở đây hay đính ở đây hay đính ở đây đều như nhau Vậy là loại đáp án a nhá đấy chưa đáp án b thì không phải là ăn côn đúng chưa nên nó không tách nước được đáp án c ạ đáp án c này các em nhìn này c này c này c này, c này. OH này khi tách nước của anh này á thì sẽ có hai khả năng hoặc OH tách cùng hero của anh carbon này để tạo thành nối đôi một cháu đúng không hoặc là nó tách cùng với hero của anh này để tạo thành nối đôi đây hai cháu và trong này thì anh này có liên kết đôi ở đầu mạch nhé do anh này có liên kết đôi đầu mạch nên nó sẽ làm sao nên là nó sẽ không có đồng phân hình học còn anh này là liên kết đôi này thì có đồng phân hình học bởi vì có H này khác CS3 này H này khác CS3 này Đúng chưa ạ? Vậy là suy ra anh này có đồng phân hình học Vậy là nó sẽ có ba anken đồng phân của nhau Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta Nó là đáp án C các em nhé Câu 1 đáp án C Đây là tuyển tập những câu ăn côn mà các em hay bị sai nhiều nhất Ăn côn phê nôn nhá. Mà do thầy chữa nên là các em chú ý vào đây Câu số 2 ạ à. Câu số 2 cũng rất cũng 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 có khá nhiều bạn hay bị sai ở câu số 2 này. Số chất các bạn thử comment đáp án xem đáp án gì ạ? À? Số chất ứng với công thức phân tử là C7H8O là dẫn xuất của benzen. Là dẫn xuất của benzen thì tương đương với việc là nó phải có vòng benzen nhá. Đều tác dụng được với dung dịch NaOH. Đều tác dụng. Thế thì ở đây phải có điều kiện là đều tác dụng được với dung dịch NaOH. Thế thì cái điều kiện mà tác dụng được với NaOH này này. Tác dụng được với NaOH thì tương đương với là nhóm OH phải đính vào vòng benzen. Nhá. Để tác dụng được với NaOH thì tương đương với nhóm OH phải đính vào vòng benzen. Thế thì nhóm OH mà phải đính vào vòng benzen này này thì tương đương với đây mình có vẽ cái vòng benzen ra. Được không các em? Mình vẽ cái vòng benzen này ra. Ok chưa? Chia ra một carbon bởi vì vòng benzen mới chỉ có 6 carbon thôi. Đây là C7 mà thì chia ra một carbon, chia một carbon đây. Đấy, và nhóm OH phải đính vào vòng benzen, một nhóm OH trục đối xứng đấy. OH đính đây đồng phân số 1, đính đây đồng phân số 2, đính đây đồng phân số 3. Vậy này, chất ứng với công thức phân tử C7H8O là dẫn xuất của benzen và đều tác dụng với dung dịch NaOH thì mình sẽ có 1 2 3. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án 3. Ok chưa? Nó cũng không quá khó lắm nhỉ. Đúng không? Nó không quá khó lắm. Các bạn thử làm câu số 3 xem ạ, câu số 3 đáp án gì ạ? Câu số 3. Đây mới chỉ khởi động thôi. Nào câu số 3 các bạn cùng chọn đáp án gì các bạn cùng comment đáp án thầy coi này câu số 3 Câu 3 đáp án gì ạ? Khi tách nước từ rượu Thì sản phẩm chính thu được là gì? Khi tách nước từ rượu Thế thì có nghĩa rằng là ở cái câu số 3 này Thì chúng ta phải viết được cái công thức của 3 mê tin butan nôn 2 Hay là butan 2 ôn Thế thì butan này 1, 2, 3, 4 này Đấy chưa? 2 ôn này Ô hấp đây 3 mê tin phải đánh số 1, 2, 3, 4 Vậy đây carbon này Đấy chưa? Khi mà mình tách nước nha Là sử dụng H2S số 4 Ở 170 độ C Thì khi tách nước là bỏ nước đi Bỏ H2O Thì OH nó sẽ có khả năng tách cùng hero của carbon số 3 hoặc carbon số 1 Nhưng ở đây yêu cầu là sản phẩm chính Sản phẩm chính thì OH sẽ ưu tiên tách cùng với hero của carbon có bậc cao hơn Và anh này là bậc 3 anh này là bậc 1 Vậy bậc 3 cao hơn bậc 1 Vậy OH sẽ ưu tiên tách cùng anh hero của carbon này Và OH tách cùng hero của carbon này Thì nối đôi sẽ nằm đây Vậy mình sẽ có sản phẩm Và rất nhiều bạn không viết cái phương trình này ra này Và do các bạn không viết cái phương trình này ra Sẽ dẫn đến một điều là các bạn uh, Sẽ không gọi được tên Hoặc là gọi tên sai Nhá. Mình đánh số 1, 2, 3, 4 Thì anh này nó sẽ có tên gọi là Hai mê tin hai mê tin nhiều bạn nhầm là ba mê tin nhé bút hai n và cơ số rất nhiều bạn rất rất đông bạn sẽ tô nhầm là ba mê tin bút một n mà đáp án đúng của chúng ta nó phải là gì ạ hai mê tin bút hai n Thấy chưa hai mê tin bút n hai hay là hai mê tin bút hai n và đáp án đúng của chúng ta câu 3 phải là đáp án b đấy đây bây giờ đến lúc này các em mới hiểu là lý do là tại sao cái 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 đề này của thầy lại ghi là tuyển tập các câu ăn côn hay sai nhất những cái câu ăn côn hay sai này nó sẽ khiến cho ông ta khi mà chúng ta gặp phải chúng ta sẽ hay bị chọn phải đáp án nhầm thế nên là chính vì vậy nên là cái ngày hôm nay thầy mới à, buổi live này của ngày hôm nay là để giúp cho các em mặc dù chúng ta học xong ăn côn rồi chúng ta luyện tập lại phần này để người ta không bị gặp phải những cái câu này chúng ta bị sai nữa nhá được không ạ câu số 4 ạ ảnh hưởng của nhóm OH đến gốc C6H5 trong phân tử phenol được thể hiện qua phản ứng giữa phenol với ảnh hưởng của nhóm OH đó. Các em phải lưu ý nhá. Các em phải lưu ý ở đây nhá, là đề bài bảo của chúng ta là ảnh hưởng của nhóm OH đến gốc C6H5. Được chưa? Thế vậy là có nghĩa là đây là cái tác động của nhóm OH đến C6H5. Thế thì đây tác động của nhóm OH đến C6H5 thì nó làm gì, tác động đến cái gì? Thì mình phải hiểu là OH này là một nhóm thế no nhé OH là một nhóm thế no Vậy thì cái nhóm thế no này nó sẽ tác động lên vòng benzen Nó sẽ làm cho mật độ E ở vị trí ốc thô và para nhiều lên Dẫn đến là ưu tiên thế ưu tiên thế Vào hai vị trí ốc thô và para Thế thì cái phản ứng của phenol với natri kim loại là phản ứng của nhóm OH Chứ không phải là phản ứng mà bày tỏ nên là nó sẽ ưu tiên thế vào vị trí và ốc thô và para Nên không phải tác dụng với natri Phản ứng tác dụng với hidro này là phản ứng cộng. Cộng này thì nó chẳng ảnh hưởng nhỉ. Cộng này nó chẳng ảnh hưởng đến cái việc là cộng này nó cộng hết vòng nó phá hết vòng này đi. Nó phá hết nối đôi đi thì nó cũng đâu có phải là thể hiện uh, tác động của OH đến cái vòng này đâu. Để chưa? Tác dụng với NaOH thì không phải, tác dụng NaOH là tính chất đặc trưng của nhóm OH. Vậy vì vậy đây này, tác dụng nước brom có phải là khi mà tác dụng nước brom thì phenol tác dụng với lại nước brom thì sẽ ưu tiên thế vào vị trí ốc thô và para đây ưu tiên thế ở vị trí ốc thô và para br này br này br này đúng không ạ cộng 3 hbr kết tủa màu trắng thì có đúng là ở đây cái phản ứng này là chứng tỏ cho chúng ta biết là đây là ảnh hưởng của nhóm H đến gốc C6H5 không? Được chưa? Nó làm mật độ e dày lên ở ốc thô và para và khiến cho gì ạ? Khiến cho chủ yếu tập trung dễ phản ứng thế vào vị trí ốc thổ và ra Nên nó là phản ứng của phenol với nước brom Đáp án đúng là đáp án gì? Đấy các em thấy không Ở những cái câu mà chúng ta hay sai ấy, Thì mình sẽ thấy rằng là chọn câu nào nghe vẻ cũng đúng Nhưng mà Nhưng mà lại chỉ có một đáp án đúng thôi Thì đấy Đấy là cái lý do mà tại sao thầy phải chữa cái phần này cho các em Được không ạ Các bạn cũng comment đáp án trong câu số 5 xem ạ Câu số 5 đáp án gì ạ? Cũng rất hay sai. Những cái câu này nhá, các em làm ở đây một lần rồi thì sau này khi mà coi trong bài kiểm tra hay là trong bất kỳ đề của thầy cô các em ở ở trên lớp ấy thì các em sẽ không bao giờ bị sai nữa. Nha, các em sẽ không bao giờ bị sai nữa. Chính vì vậy nên là thầy rất là muốn là tất cả các bạn cùng đang theo dõi buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng comment đáp án xuống đây ạ. Câu 5 đáp án gì ạ? Các em nghĩ là đáp án gì các em comment đấy. Thầy không yêu cầu phải comment đúng. Phong cách dạy của thầy là không cần thiết phải đúng. Cứ làm được là 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 hạnh phúc lắm rồi. Nhá. Các bạn comment đáp án xem ạ. Câu số 5 đáp án gì ạ? Câu số 5 ạ. Cho các hợp chất sau, các chất nào mà đều tác dụng được với natri? Các em lưu ý nha, để tác dụng với natri thì nó sẽ có nhóm OH. Vậy là chỉ cần có thỏa mãn điều kiện là có nhóm OH thôi là nó sẽ tác dụng với natri. Thế rất đơn giản rồi. Thế còn lại để mà tác dụng được với C 2 lần ấy. Đúng không ạ? Thì nó là một cái tính chất đặc trưng. Nó là một cái tính chất đặc trưng của bọn ancol. Đấy là gì ạ? Nó phải là ăn đa kề thì mới tác dụng với OH, COH hai lần. Vậy là để thỏa mãn được cái bọn này là có nhóm OH và gì ạ? Và nó là ăn đa kề. Được không ạ? Vậy này, đây có nhóm OH này và hai ăn đa kề là hai nhóm OH cạnh nhau. Đây hai nhóm OH là cạnh nhau. A à, được. Đó, B này. Có nhóm OH nhưng hai nhóm OH này cách nhau một một carbon. Thì cái anh này sẽ không tác dụng với COH hai lần. Bỏ nhá. Tương tự này, OH này OH này, OH này, ba anh này càng nằm cạnh nhau này. Đúng chưa? Đúng là OH đa kề chưa? Lấy luôn. Hai anh nhá. Đây, OH này nằm cạnh nhau này, lấy tiếp này. Đây, một anh OH bỏ. Đúng chưa? Anh này không OH bỏ tiếp. Vậy tổng hợp ở đây mình sẽ có các chất đều tác dụng được với natri và qua 2 lần là A, C, D. Đấy chưa? A, C, D. Đáp án đúng là đáp án này. Đấy, tiên dương tất cả các bạn đã chọn câu 5 đáp án là đáp án A Thật ra ta thấy không? Ở ngay cái đề này, ở ngay những cái câu đầu tiên thôi Nó đã gây cho chúng ta những cái trở ngại khó khăn Trong việc bình giải và rất dễ dẫn đến cái việc mình chọn được đáp án sai lầm Đúng không? Mình sang câu tiếp theo câu số 6 nhé Câu tiếp theo câu số 6 ạ Các bạn có comment đáp án cho câu số 6 đáp án gì? X là một ăn côn rượu no mạch thở X là một ăn côn rượu no mạch thở Thế là đề bài cho chúng ta biết là X là một ăn côn no Vậy công thức tổng quát của Ancono nó là CNH2N cộng 2 OX Đấy chưa? Đốt cháy hoàn toàn 0.05 X. 0.05 X. Thì cần 5.6 gam oxy Vậy là các bạn có thể bấm cho thầy được xem là số mon oxy bằng bao nhiêu được không ạ? 5,6 gam oxy mình sẽ có là 5,6 chia 32 ra số monoxy bằng 0,175 mol 0,175 mol Được không ạ? Đây là số monoxy thu được hơi nước và CO2. Mình tìm được số mol CO2 là bằng 6,6 chia 44 nhá. 6,6 chia 44 thì bằng bao nhiêu này? 0,15. Vậy số mol CO2 bằng 0,15. Vậy để giải được bọn này ấy, thì mình cần lưu ý điều gì? Mình cần lưu ý rằng là đề bài cho là ăn côn no và cứ ăn côn no. Các em lưu ý nha, cứ ăn côn no thì mình có là n nước trừ NCO2 thì bằng N ancol. Vậy từ đó mình sẽ tìm được N nước. Nó bằng NCO2 là 0,15 cộng N ancol là 0,05 và bằng 0,2. Đấy chưa? Vậy mình tìm được N nước của mình bằng 0,2 nhá Với N nước của mình tìm được bằng 0,2 Thì ngay lập tức ở đây Mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon Đúng không? Số nguyên tử carbon thì chính bằng số mol CO2 chia số mol ancol. Vậy là bằng 0,15 chia 0,05 vậy là bằng 3. Được chưa? Vậy ngay lập tức mình sẽ suy được công thức của nó là C3H8OX. Và nhiệm vụ bây giờ chúng ta cần tìm xem là mấy oxy. Đúng không ạ? Bây giờ mình muốn tìm xem là có mấy oxy ý. thì mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy bảo toàn nguyên tố oxy mình sẽ có này oxy trong ăn côn này 0,05 nhân x 0,05 nhân x cộng với này bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy mình sẽ có là tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy với trái bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy với phải 0,05 nhân x cộng với 0,175 nhân 2 0,175 nhân 2 thì bằng 0,2 nhân 1 0,2 nhân 1 cộng với 0,15 nhân 2 0,15 nhân Vậy từ đây chúng ta bấm máy tính chúng ta sẽ tìm được x X chúng ta bằng bao nhiêu ạ X các bạn bấm bằng bao nhiêu 0,2 cộng 0,15 nhân 2 +0 Trừ đi 0,175 nhân 2 Bằng Chia 0,05 Bằng Vậy mình sẽ tìm được x của mình bằng 3 X của mình bằng 3 Vậy ngay lập tức mình sẽ suy ra được nó là gì ạ C3 H8 O3 Thực ra đây là một câu cơ bản thôi nhá đây là một câu cơ bản nó không có lừa gì hết câu này cho vào đây để cho các bạn khởi động c ba tám hay nói cách khác nó là gì ạ c ba h năm oh tất cả ba lần đáp án đúng là đáp án c nhưng thầy có một skill nhanh để giải nhanh cái câu số 6 này rất là kinh điển các bạn muốn nghe không ạ skill thầy như này nhá số mol oxy biết để biết là không phải một rồi đề bài cho là ăn côn no thế thầy chỉ cần lấy số mol oxy chia cho số mol trái 0,175 chia 0,05 thấy thế nó bằng 3,5 Số mol oxy này Chia cho số mol cháy này Bằng 3,5 thì suy luôn Nó chính là C3H8O3 Kinh không? C3H8O3 Đây là một skill giải cực kỳ nhanh Nhá. Riêng với bọn ăn côn mình được quyền giải như này Rất là kinh điển Được chưa? Các bạn thấy hay không? Nếu anh em thấy hay thì thả chấm một cái nhá Câu số 7 nào Câu số 7 các bạn muốn comment đáp án để xem câu số 7 đáp án gì ạ Có bao nhiêu ăn côn Ứng với công thức phân tử là C4H10O là đồng phân cấu tạo của nhau Đấy chúng ta phải lưu ý nha Để bài hỏi là có bao nhiêu ăn côn ứng công thức phân tử C4H10O là Bao nhiêu ăn đồng phân cấu tạo của nhau Tiện thể ở đây thầy cũng nốt chú ý cho các bạn một chút Đó là À, với tất cả những bạn nào mà xác định là thi môn hóa ấy, mà chắc chắn là tất cả các bạn trên cả nước bây giờ cần phải thi môn hóa rồi bởi vì là cái kỳ thi đánh giá năng lực nó lại hỏi kể cả chương trình lớp 10 và cả, cả chương trình lớp 11 cơ nên các em cần phải chú ý là ngay từ bây giờ mà trọng tâm của nó lại có rất nhiều trong phần là ancol phenol anhid acid nên các bạn cần phải chú ý theo dõi từng buổi live của thầy à, các bạn nhớ là đặt nút chuông và theo dõi cái fanpage của thầy để mà khi mà mỗi lần thầy livestream thì các bạn sẽ nhận được ngay cái thông báo livestream stream à, và các em lưu ý rằng là mình phải cố gắng làm sao mà hoàn thiện được cái chương trình lớp 12 càng sớm càng tốt. Chính vì vậy nên là các em nên học cái chương trình lớp 12 uh, càng sớm càng tốt nhá. nhớ chưa? Các bạn phải học hoàn thành xong chương trình lớp 11 đi ạ, phần ancol, phần anhiđrit, phần axit rất là quan trọng. Hoàn thành xong phần đấy là mình học sang 12 luôn. Đừng có chờ đợi nghỉ hè gì hết nhá. Câu số 7 ạ, ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau? Bao nhiêu ạ? Đề bài hỏi đồng phân ăn côn thôi ạ à. Bước 1 vẽ mạch chính Cái này hôm nọ thầy like thì hướng dẫn rồi đúng không Đấy mạch chính mình có hai cái mạch Bước 2 đánh Trục đối xứng 1 Nhóm hấp điền đây đồng phân số 1 Điền đây đồng phân số 2 3 anh này giống nhau 3 3 3 4 Đấy chưa Vậy là mình sẽ có là tổng cộng là 4 đồng phân cấu tạo của nhau Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C nhá Đáp án đúng của chúng ta câu 7 phải là đáp án C các em ạ. 7 C. Câu 8 ạ. Đấy cho các em thấy cái chiều thầy làm kinh không? Nào câu số 8 nào. Phenol tác dụng được với những dung dịch nào sau đây ạ? Phenol câu số 8 ạ. Phenol tác dụng được với những dung dịch nào sau đây ạ? Nào các bạn cùng làm xem nào. Câu số 8. Phenol tác dụng được với những dung dịch nào sau đây ạ? dễ và đúng không? Phenol thì chúng ta phải hiểu rằng là phenol chúng ta có những cái tính chất gì đặc biệt. Thì phenol thì chúng ta nó có một cái tính đó là tính axit yếu. Nhá. Phenol có tính axit yếu thì nó không tác dụng với NaOH đâu. Nó không tác dụng với HCl đâu và nó cũng không tác dụng với NaHCO3 đâu mà nó sẽ tác dụng với lại KOH để tạo thành C6H5OK và H2O nhá. Ok đúng rồi. Rất nhiều bạn comment đáp án câu 8B chính xác rất tốt. Câu số 9 ạ. Có bao nhiêu chất mà chứa vòng benzen mà có cùng công thức phân tử là C7H8O. Câu số 9 đó, Có bao nhiêu chất mà chứa vòng benzen mà có cùng công thức phân tử là C7H8O? À? Yêu cầu ở đây nhá là nó phải chứa vòng benzen, cái câu này là top một trong số những câu bị lừa phỉnh đấy. Nhiều bạn bị lừa phỉnh ở câu này lắm. Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử là C7H8O? À? Thế là yêu cầu ở đây đầu tiên là phải có vòng benzen nhá các em nhé Yêu cầu đầu tiên phải có vòng benzen. Thế là mới có 6 carbon rồi C7 phải thêm một carbon nữa C7 Được chưa Vậy là Oxy bây giờ đang đi chạy Vậy oxy có thể điền vào đây là đồng phân số 1 Điền đây đồng phân số 2 Điền đây đồng phân số 3 Điền đây đồng phân số 4 trục đôi xứng Nên điền đây điền đây như nhau Và khá nhiều bạn tô là 4 Thì đáp án 4 là đáp án sai Bởi vì chúng ta còn một trường hợp nữa là điền oxy vào vị trí số 5 Đây ạ Oxy điền vị trí số 5 chính là này OCH3 được không ạ? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D nhá. Câu 9. Đáp án đúng của chúng ta phải đáp án D. Có bao nhiêu chất có vòng benzen mà có cùng công thức phân tử là C7H8O thì chúng ta chỉ có 5 thôi nhá, 5 anh. Kính không? Đây là thầy bá cháy chưa? D ạ, tên dưới tất cả các bạn comment đáp án câu 9, đáp án D. Câu 10 nào các em? Câu 10 đáp án gì ạ? câu 10 câu 10 là một bài tập đốt cháy bài tập đốt cháy ăn côn này mình hay gặp lắm mình rất hay gặp nhá nhưng mà để làm sao để mình giải nhanh được nó mới là vấn đề bởi vì bình thường các em giải thì là cho hai ăn côn thôi nhưng ngày hôm nay thì cho tận ba ăn côn đúng không ạ thì làm sao mình giải được thì ở đây thì sẽ có skill các em quan sát kỹ nhá ba ăn côn đơn chức chưa biết gì thì mình chỉ biết là ăn côn đơn thôi ăn côn đơn đốt cháy cùng dãy đồng đẳng đốt cháy trong oxy thì thu được CO2 và H2O nào số mol CO2 chúng ta bằng bao nhiêu 3,808 chia 44 3, 3,808 chia 22,4 bằng 0,17 mol số mol nước của chúng ta bằng 5,4 chia 18 5,4 chia 18 bằng 0,3 mol ạ à. vậy mình thấy rằng là số mol nước lớn hơn số mol CO2 đúng không Đúng không ạ? Chúng ta quan sát đây là số mol bon nước lớn hơn số mol bon xe 2 Vậy thì chắc chắn 100% ancol chúng ta là ancol no. Chắc chắn 100% ancol chúng ta là ancol no. Và do anh này là ancol no nên mình mà lại đề bài cho đơn nữa nên công thức tổng quát công thức tổng quát nó sẽ là CN H2N cộng 2 O. Đây là công thức tổng quát của dãy ban côn CNH2N cộng 2 o Thầy có hai cách giải dành cho câu này nhá Bây giờ thầy đang giải cách giải số 1 Cách giải hơi chậm một tí Nhưng mà đa số các bạn làm được Vậy mình sẽ có này Anh ăn cô đơn này của thầy nó là CN trung bình H2N trung bình Cộng 2O Đấy chưa Và thầy sẽ có là số mol của ancol Số mol của ancol thì chính bằng số mol nước Trừ số mol CO2 Vậy là bằng 0.3 trừ đi 0.17 Bằng số mol ancol bằng 0,13. Và với số mol ancol bằng 0,13 thì hoàn toàn mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Số carbon trung bình nó sẽ bằng 0,17 chia 0,13 thì nó bằng là 17 phần 13. Đấy chưa? Với số nguyên tử carbon trung bình bằng 17 phần 13 thì thầy sẽ suy được công thức của ancol nó sẽ là C17 phần 13 H 2 x 17 phần 13 cộng 2 ô số mol là 0,13 thì tính cái phân tử khối lượng này nhân với số mol lên là mình tìm được khối lượng kinh điển không đây là cách phương pháp trung bình các em nhé 0,13 nhân với mẫu đơn này 12 nhân 17 chia 13 cộng 2 nhân 17 chia 13 cộng 2 cộng 16 bằng kết quả đây 4,72 gam các em nhìn thấy chưa 4,72 gam vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Nhưng mà đây là cách làm chậm. Đây là một cách làm chậm, nó chưa phải là cách làm nhanh. Thầy có cách làm nhanh hơn nữa. Thầy có cách làm nhanh hơn, bá đạo hơn nữa các bạn cùng chú ý vào đây nhá. này các bạn cùng chú ý vào đây. Làm nhanh hơn. Bá đạo hơn này. Thì ở đây này, mình có một cái chiêu để mình làm nhá. Là mình luôn luôn có thế này. Các bạn cũng để ý ạ, mình luôn luôn có thế này là khối lượng của ancol thì bằng 12 lần n CO2 cộng 2 lần n nước cộng 16 lần n của ancol. Bởi vì đây là ancol đơn chức. Hoặc là bằng 16 lần n của nhóm OH. 12 lần n CO2 và mình đã tìm được số mol CO2 lúc nãy bằng 0,17. 12 nhân 0,17 cộng với 2 nhân n, nước n nước là 0,3 cộng 16 lần n ăn côn thì n ăn côn bằng là 0,3 chứ 0.17 bằng 0,13. Thế này ra đáp án luôn. Cách này mới gọi kinh điển. 12 nhân 0,17 này cộng với 2 nhân 0,3 cộng 16 nhân 0,13 bằng 4,72. Kinh nghiệm. Đáp án đúng chúng ta nó vẫn là đáp án gì? Các em thấy dã man không? Câu 10, đáp án gì? Xịn sò chưa? thì bảo rồi mà những cái skill này giải cực kỳ nhanh nhá nếu chúng ta không biết những skill này thì đôi khi những cái bài chúng ta sẽ làm rất mất thời nhiều thời gian và chúng ta sẽ 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 không thể nào mà đạt level cao được nào chúng ta cùng sang câu tiếp theo ạ câu số 11 chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ôi câu này dễ như thế này mà không làm được nữa thì thôi chịu đấy ạ chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ạ chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ạ? À? Các bạn cùng 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 làm cùng thầy em nào. Chỉ có liên kết đơn nhá. Xem nào. axit acetic. CH3 này, C này, nối đôi O này, OH đây là liên kết đôi đúng không? Vậy không thể là axit acetic được. Bỏ. Metin format. HC O O CH3. Có nối đôi rồi. Không thể chỉ liên kết đơn. Aldehyde acetic. CH3 C O H có nối đôi này cũng không thể luôn. Vậy trong phân tử chỉ lên kết đơn đó là ancol nitilic đây anh ancol ethylic đây. C này. C này. OH này. CH 5 OH mà. Đây các em nhìn thấy chưa? Đúng là nó chỉ có liên kết đơn chưa? Đúng không ạ? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhé. 11 đáp án D. Tuyên dương tất cả các bạn chọn câu 11 đáp án D. Câu 12 ạ Phenol phản ứng với những chất nào sau đây ạ Câu 12 ạ Phenol không phản ứng ạ Úi dồi ôi, Không phản ứng ạ Thế thì bây giờ mình muốn chọn được là anh phenol ấy Nó không phản ứng với những chất nào sau đây ấy, Thì chúng ta cần lưu ý những cái điểm như sau này Thứ nhất là phenol nó có nhóm OH Thì do phenol có nhóm OH ấy, Nên là nó sẽ tác dụng với những cái anh kim loại Ví dụ như natri, kali là nó tác dụng đúng không ạ? Vì vậy nên này, để bài hỏi không có tác dụng với natri. Đúng chưa? Phenol có tính axit yếu nên có tác dụng với NaOH. Đúng chưa? Phenol thì tác dụng với dung dịch nước brom để tạo thành kết tụa màu trắng nên có tác dụng với brom. Vậy nó không phản ứng với chất nào sau đây? Nó không phản ứng với NaHCO3. Tại sao lại nó không phản ứng với NaHCO3? Bởi mình có cái phương trình này. C6H5ONA cộng với lại CO2 cộng với lại H2O thì tạo thành C6H5OH cộng với NaHCO3. Được chưa? Và chính cái điều này nó gây nên cái việc là đấy, C6H5OH mà không tác dụng với NaHCO3. Được chưa? Dễ mà. Dễ lắm. Câu 13. 13 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 13 một câu rất rất hay nhá, rất rất nhiều bạn hay sai ở câu 13. ancol no mạch hở có không quá 3 nguyên tử carbon trong phân tử ancol no mạch hở có không quá 3 nguyên tử carbon trong phân tử nếu x không tác dụng với co 2 lần ở nhiệt độ thường thì công thức cấu tạo bền phù hợp với x không quá 3 nguyên tử carbon vậy nó sẽ có trường hợp là 3 nguyên tử carbon ví dụ như c3h8o3 C3H8O2 C3H8O Để bài cho no mà mình phải liệt kê hết ở đây C2H6O2 C2H6O CH 4O Đấy tất cả Đề bài yêu cầu chúng ta rằng là Không tác dụng với CO2 lần điều kiện thường Tương đương với việc là không có nhóm OH liền kề Thế mình loại ngay thằng C38O3 Tại vì đây Anh này có OH liền kề là tác dụng ngay lập tức Với lại co 2 lần rồi Đấy chưa? Bỏ luôn. C3H8O2 thì có hai đồng phân. Đồng phân này và đồng phân này. Trong đó anh này có OH điền kề nên chắc chắn làm sao ạ? Chắc chắn là tác dụng với C2 hai lần nên bỏ tiếp anh này. Vậy đây là đồng phân D1 anh này. Một chất C3H8O. Thì hoặc OH đính ở đây. Hoặc OH đính đây cả hai anh đều được, đều tác đều tác dụng natri nhưng không tác dụng với hai lần đây đều không tác dụng với hai lần để được nhiệt độ thường vậy thêm hai nữa đúng không thêm hai cái vạch C2H6O2 ethylene glycol anh này có hai nhóm H cạnh nhau rồi vì vậy nên chắc chắn tác dụng với hai lần bỏ C2H6O chỉ có một nhóm H lấy đúng không anh này không tác dụng với CO2 hai lần ở điều kiện thường cuối cùng C4O đúng không chỉ một nhóm H lấy nốt Vậy chúng ta tổng cộng có bao nhiêu Đấy một câu rất rất hay nhé Ăn no mà thở mà không có quá 3 nguyên tử carbon trong phân tử X không tác dụng với c CWAT hay lần nhiệt độ thường về số công thức cấu tạo bền phù hợp với x nó lại chỉ có 5 thôi Nhá 5 đáp án đúng chúng ta là đáp án A Năm này Dễ chưa Câu 14 ạ à? Câu 14 là một câu tính toán Mà ban đầu nhìn thì các bạn tưởng là rất là khó Gần như các bạn không làm được Nhưng mà có thầy hướng dẫn rồi, thầy giải cho rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là dễ dàng thôi. Đây các bạn cùng quan sát ạ, à, câu 14 à. Cho hợp X gồm ancol metilix ancol metilix CH3OH ethylen glycol C2 H4 OH 2 lần. Glycerol C3 H5 OH 3 lần. Thế thì các bạn phải nhìn thấy điều gì ở trong này? Chúng ta phải nhìn thấy điều gì ở trong này? ở chúng ta thấy có một điều đặc biệt thế này một carbon một nhóm H hai carbon hai nhóm H ba carbon ba nhóm H vậy trong cái hỗn hợp X này thì mình sẽ luôn luôn có đó là số mol của nguyên tử carbon thì bằng số mol nhóm OH được chưa rất đặc biệt mà đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X này thì thu được CO2 số mol bằng 0,3 Vậy ở đây nếu thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon Thì thầy có là số mol carbon trong x thì chính bằng số mol nhóm CO2 và bằng 0,3. Vậy suy luôn là số mol nhóm OH bằng 0,3 luôn. Kinh chưa? Dễ lắm, thầy bảo dễ lắm các em ạ. Tiếp tục là cho cái hỗn hợp X này tác dụng với natri dư thì thu được kilo thì có phải ở đây mình sẽ có rằng là số mol nhóm OH thì luôn bằng hai lần số mol H2 không? Hôm nọ thì chưa dạng. Mà số mol nhóm H biết rồi bằng 0,3 rồi. Vậy chúng ta sẽ tìm được số mol H2 sẽ bằng 0,3 chia 2 bằng 0,15 không? Số mol H2 bằng 0,15 vậy ngay lập tức bình tìm được thể tích là 0,15 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 3,36 lít. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 3,36 lít các em thấy dạ man không? Dễ chưa? Dễ không? Đúng không? Dễ thật mà. Quá dễ luôn ấy, đúng không? Câu 15 nhá số đồng phân cấu tạo công thức phân tử C8H10O chứa vòng benzen. Vòng benzen đã tác dụng được với natri, vậy là phải có nhóm OH. Thế ở đây, một trường hợp. À, hai trường hợp. Thế nhiều lắm nhỉ? Hai trường hợp này. ba trường hợp này Đúng không bốn trường hợp này C8 mà Tác dụng tắt phải có nhóm OH Nhưng không tác dụng với đá OH À Không tác dụng với đá OH tương đương với việc là nhóm OH không được đính vào vòng thơm Có cái không đính vào đây Thế phải đơn giản rồi Tương đương với việc là để mà không tác dụng với loại dung dịch đá OH Thì tương đương với nhóm OH phải đính vào carbon no Vậy đây là một đây là hai Trục đôi xứng này Điền vào đây hay điền đây như nhau Đây là 3 Điền vào đây hay điền đây như nhau Đây là 4 Điền vào đây điền vào đây như nhau Đây là 5 Để chờ các bạn nhìn chưa Vậy tổng cộng này Số đồng phân cấu tạo công thức phân tử C8H10O Chứa vòng benzen tác dụng với đắt ri Và không tác dụng với dung dịch náo Thì ở đây của chúng ta sẽ có 5 anh Nhá Ở đây chúng ta sẽ có 5 anh Để chờ và đáp án đúng của chúng ta à, Từ từ ạ Ăn côn mà tác dụng nắp đi nên là bỏ luôn cái bọn ETE đi Vậy Nam Anh đáp án đúng của chúng ta là đáp án B Bỏ Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B